Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề khi mà người đàn ông là chồng của các bạn á thất tình người thứ ba thì người vợ nên làm gì để có lợi cho cuộc hôn nhân của bản thân. Các bạn thân mến, trong những cái tình huống khi chồng của bạn đang quen một người thứ ba quyết định chia tay bỏ chồng bạn để mà cô ta đi lấy chồng, hoặc là có một cái mối quan hệ khác, hoặc là đơn giản hai người đó chỉ vì là chia tay vì họ thấy rằng đây là cái thời điểm hợp lý để mà xa nhau, thì cái việc người vợ nên làm gì và hành xử như thế nào á để cho bản thân của hôn nhân của mình có lợi thì hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn về cái điều này đây. Khi mà chồng thất tình người thứ ba thì người vợ nên làm những cái điều có lợi cho chính mình, chứ các bạn đừng có nhắm vào cái lúc mà chồng bạn đang buồn, bạn cay nghiệt, bạn chỉ trích, hoặc là bạn nói kháy, bạn nói xấu, hoặc là chê bai chồng. Đây lại không phải là cái thời điểm để bạn làm những cái chuyện như vậy. Mặc dù có thể là bạn tức, bạn hả dạ, hoặc là bạn xem thường chồng, cũng có những cái tâm lý như vậy. Nhưng mà chúng ta phải đặt cái lợi ích hôn nhân gia đình là trên hết. Do đó, hôm nay tôi sẽ mang đến cho bạn những cái bí quyết như sau. Cái điều đầu tiên là hãy cho chồng bạn một cái khoảng không gian riêng để anh ấy suy nghĩ và ngẫm lại những cái chuyện đã xảy ra. Vì một cái khoảng thời gian nó rất là dài, nó đã làm xáo trộn tâm lý của người đàn ông, nó đã làm xáo trộn tâm lý của bạn đó, làm cho tất cả mọi chuyện nó bị đảo lộn trong cái việc mà anh ta đã hành xử sai. Người đàn ông cần có những cái khoảng không gian riêng để cho anh ta lắng đọng. Bạn đừng có vội hối thúc anh ta phải quên nhanh, anh ta phải bỏ người thứ ba trong tâm trí xuống một cách vội vàng. Tình cảm nó vẫn là một cái thứ dây vô hình, nó xiềng xích con người ta, nhưng mà nó lại là một cái thứ gì đó rất là khó dứt đứt. Thế nên là cái cách hành xử của bạn lúc này phải thật khéo léo để có thể giúp cho chồng bạn mau quên người thứ ba hơn, thì nó lại lợi cho cuộc hôn nhân của bạn hơn bạn nhé. Cái điều thứ hai á là bạn hãy là một người bạn tri kỷ của chồng. Tìm cái khoảng thời gian thích hợp để trò chuyện với chồng, giúp anh ấy trải lòng những cái vấn đề mà anh ấy mắc phải và đang vướng phải mà không tự gỡ mình ra được. Trong một số trường hợp tôi đã từng tư vấn cho những vị khách hàng thì những người phụ nữ đó có một số trường hợp họ sẵn sàng lắng nghe chồng nói về người thứ ba, nói về tâm lý của bản thân khi mà người đàn ông đó đang thất tình, đang muốn quên một người thứ ba và cái cảm giác anh ta khó chịu như thế nào. Anh ta dường như là một người bệnh, nói về bản thân mình đang có những cái diễn biến như vậy với vợ, và người vợ nghe với một cái tâm lý là không có oán trách. Người vợ như là một người bạn có thể hiểu được chồng mình đang gặp những cái vấn đề như vậy. Bản thân anh ta không thể làm được những cái điều mà anh ta không muốn làm, tức là có một cái sức đẩy, một cái sức thúc ép nào đó thúc anh ta phải làm những chuyện như vậy. Rồi đến khi anh ta rơi vào tình huống như vậy thì anh ta lại không tự đứng dậy được. Và anh ta bị nhớ, bị cuồng si, bị mong muốn gặp hoặc là muốn phá tất cả mọi thứ để mà lao đến chạy về phía người thứ ba, hoặc là muốn đập phá tất cả mọi thứ để mà giải thoát mình khỏi cái tâm trạng đau khổ. Đó. Người vợ trong cái thời điểm này nếu mà có thể trở thành người bạn tri kỷ, hoặc là trở thành một cái người gọi là chỗ dựa tinh thần, giống hệt như một nhà tâm lý lắng nghe người đàn ông kể về những cái nỗi đau của anh ta đang trải qua trong quá trình mà anh ta buông bỏ một cái mối tình nào đó, thì thật sự với người vợ là rất khó. Nhưng mà cũng có những người vợ trong quá trình tôi tư vấn họ đã làm được điều đó, đặc biệt là trong cái trường hợp mà tôi thực hiện một cái video là Valentine nước mắt á, thì đó là một cái câu chuyện của một người phụ nữ đã giúp cho chồng mình tỉnh ngộ với cái việc mà anh ta sa ngã vào người thứ ba. Và tôi đã từng tư vấn cho chồng của vị khách hàng này, thì khi mà tôi nghe chuyện của họ thì tôi khẳng định là người đàn ông này là người đàn ông tốt và người đàn ông này yêu thật lòng người thứ ba, bởi vì người vợ hành xử sai và tính cách của người vợ đã làm cho người đàn ông bị tổn thương, làm cho người đàn ông bị trầm cảm. Và khi mà anh ta sa ngã vào mối tình người thứ ba thì người thứ ba tấn công anh rất mạnh, vì người thứ ba thấy rằng anh ấy là cái người đàn ông lý tưởng và tuyệt vời. Người vợ thì vẫn yêu chồng. Sau này cô đi theo tôi khoảng 40 tiếng đồng hồ, trong vòng 4 tháng thì cô gỡ được cái sự việc đó và
chồng cô đã chia tay hẳn với người thứ ba, và tôi có làm một cái video mang tên gọi là yêu thật là phải như thế này đó. Nếu mà bạn nào quan tâm thì xem hai video này, các bạn sẽ thấy là cái diễn tiến, cái câu chuyện nó rất là phức tạp ha. Rồi một cái lý do thứ ba đó chính là người vợ nên bao dung và không nên nhắc lại cái chuyện cũ, không nên đay nghiến và không nên xem cái lỗi lầm của chồng là một cái vết nhơ mà mình căm hận, mình khinh thường, mình nhìn vào đó để mà mình kinh tởm chồng, hoặc là mình xa lánh chồng, hoặc mình hắt hủi chồng. Đây lại là cái vấn đề mà thuộc về vấn đề tâm lý của người vợ. Người vợ cần phải quản lý và kiểm soát bản thân mình tốt hơn. Bởi vì khi mà bạn đau khổ mà bạn thể hiện cái sự đau khổ đó ra, nó không làm cho bạn hạnh phúc hơn, mà nó lại làm cho bạn bị vướng mắc, bị khổ sở nhiều hơn là cái tâm lý giải thoát. Trong khi đó bạn muốn vun đắp gia đình, bạn muốn chỉnh sửa, nhưng mà cái thái độ hành động của bạn lại làm ngược lại, thì cái cách làm nó phản tác dụng, nó không đạt và đưa bạn đến cái hướng mà bạn mong muốn. Những người vợ nhớ nhé. Cách thứ tư đó chính là bạn cần phải tạo một cái không khí gia đình ấm áp, nấu những bữa ăn ngon nè, những cái món anh ta thích. Nói chung là bạn hãy xem như anh ta đang là cái người bị bệnh, cần phải có một thái độ nhẹ nhàng, cưng chiều một chút xíu, mềm mỏng một chút xíu để cho anh ta dưỡng thương. Có những người vợ sẽ tức điên khi mà nghe tôi nói những cái điều này. Người ta sẽ nói là tại sao mà chồng ngoại tình, tôi thì đang điên đầu mà cứ ngây ngây dại dại buồn người thứ ba như thế, thì tôi càng tức hơn nữa, tại sao tôi phải nuông chiều một người đàn ông như vậy. Nếu mà bạn không bỏ được người đàn ông đó, nếu bạn xem người đàn ông đó là một người chồng mà bạn yêu thương, và nếu mà bạn có một tình yêu lớn và cái trái tim của bạn không thể yêu một người đàn ông khác được, nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể bỏ anh ta được, thì hãy xem cái cách mà bạn đối đãi với người ta là cái cách mà bạn mang đến hạnh phúc cho chính bạn. Bởi vì bạn dồn đẩy người ta thì không làm cho bạn hạnh phúc hơn. Nhưng nếu mà bạn làm cho người ta mau tỉnh, mau thoát khỏi cơn bệnh, thì người đó sẽ hồi phục nhanh hơn và ở bên bạn một cách bình yên hơn. Đây chính là những cái lý do mà bạn sẽ cảm thấy không có bị thiệt thòi khi mà giúp chồng, giúp một người bạn đời của mình đang vướng phải những cái tình trạng khó khăn thoát được những cái tâm lý đau khổ đó. Một người ở ngoài giống hệt như tôi chẳng hạn đi, tôi là một nhà tâm lý mà những người đàn ông tìm đến với tôi, mà tôi còn có thể tư vấn cho họ để họ thoát khỏi khổ đau, thì lý do vì sao bạn là cái người sống không thể thiếu anh ta được, bạn có con với anh ta, bạn yêu anh ta đến mức mà nếu không có anh ta bạn không sống được, thì tại sao bạn không có thể vì anh ta một chút xíu? Vậy là cái lời nói của bạn khi mà yêu anh ta, bạn nghĩ rằng nếu mà không có người đàn ông này tôi sống không được, tôi sẽ chết nếu không có anh ta. Bây giờ bạn chưa chết mà bạn còn chưa làm được một điều tốt đẹp, đó chính là bao dung cho sai lầm của anh ấy. Bạn không làm được, vậy thì bạn chết vì anh ta để làm cái gì? Đó, cái lúc người ta cần bạn thì bạn hãy thể hiện cái tình yêu thương, cái lòng bao dung của bạn đúng lúc, đúng thời điểm và đúng cái điểm rơi khi mà anh ta đang rơi xuống cái đáy của cái nỗi đau cần có bạn là như vậy. Cái người mà giúp đỡ người khác trong cái lúc mà họ bị hoạn nạn, không ai ở bên cạnh, thì cái người đó thực sự là một cái bến bờ bình yên của người đàn ông. Những người vợ nhớ điều này nha. Và cái điều thứ năm tôi muốn truyền đạt với bạn ở đây là có thể là bạn sẽ nên tổ chức một cái cuộc đi du lịch cuối tuần, hai vợ chồng đi riêng với nhau, đi ăn cơm với nhau, đi uống cà phê, hoặc đi xem kịch, hoặc là đi xem phim chẳng hạn, xây dựng lại cái cảm giác gần gũi bên vợ. Mặc dù có thể là lúc này anh ta đang chán ngán, anh ta đang buồn, và có thể những cái hành động và những cái biểu hiện của anh ấy như là buồn, thất tình, thẫn thờ làm cho bạn là người vợ tức điên, bởi vì bạn nghĩ rằng anh ta đang nghĩ đến người thứ ba, anh ta đang nghĩ đến một người đàn bà khác không phải là mình. Người vợ sẽ không chịu nổi, nhưng mà bạn khéo léo giúp cho anh ấy vượt qua cái mặc cảm đã từng ngoại tình, đã từng có lỗi, và thật sự là anh ta đang bị bệnh. Khi mà người ta đã quyết định bỏ nhau, người ta đang rơi vào cái trạng thái thất tình. Nếu bạn là cái người có thể hỗ trợ cho chồng bạn thoát khỏi những cái cảm giác đau khổ khi mà cơn đau trong cái việc mà người tình bỏ, hoặc là chính anh ta quyết định rời xa mối tình đó, thì tôi nghĩ là sẽ có lợi cho bạn trong cái vấn đề bạn hàn gắn chỉnh sửa hôn nhân về sau bạn nhé. Vấn đề thứ sáu mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây là hãy chăm sóc bản thân của mình, hãy thay đổi kiểu tóc này, hãy thay đổi một vài bộ đồ ngủ. Và trong cái thời điểm này, có lẽ là anh ấy sẽ không có thể quan hệ tình dục được với bà. Nếu mà đó là một người đàn ông
người ta sống theo cái dạng cảm xúc, và người đàn ông đó chỉ có thể yêu được một người trong một thời điểm nhất định. Bởi vì nếu mà yêu á, người ta yêu một người thôi chứ người ta không thể yêu hai người được. Có những người đàn ông như thế thì cái việc mà bạn bị người đàn ông nó từ chối hoặc là bản thân người đàn ông nó không có hào hứng trong cái việc gần gũi bạn là cái điều mà bạn nên hiểu và nên thông cảm cho người đàn ông đó. Bạn hãy cho anh ta thời gian để nó lắng dịu cái vết thương trong lòng anh ta. Khi mà anh ta đã quên hết mọi thứ rồi, anh ta toàn tâm ở bên cạnh bạn thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường bạn nhé. Và đừng có nghi hoặc về cái điều đó. Hãy để thời gian là cái liều thuốc chia sẻ, sớt chia thời gian chính là một cái liều thuốc diệu kỳ để xoa dịu tất cả mọi cái sự tổn thương dành cho bạn và cho anh ấy nữa. Hãy đối đãi với cái người chồng mà mình yêu thương bằng cái tình yêu lớn của một người vợ, chứ đừng có bằng cái sự ích kỷ, bằng những cái lời cay nghiệt thì bạn sẽ không xây dựng được hôn nhân cho chính mình đâu bạn nhé. Cái điều thứ bảy cũng là cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn, đó chính là bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức chỉnh sửa hôn nhân và những khóa học, những cái lớp học dành cho người phụ nữ có chồng thất tình, là cái điều mà tôi thấy rằng là các bạn nên quan tâm nếu bạn đang có chồng ngoại tình. Thì Sóng Tình UGB đang mở cái lớp ngày 1 tháng 12 sắp tới đây nè, thì sẽ dành cho cái đối tượng là người vợ có chồng ngoại tình. Tôi thấy đây là một cái lớp học rất là có ý nghĩa. Trong vòng 31 ngày các bạn sẽ được tôi là người trực tiếp giảng dạy các bạn và chia sẻ với các bạn những cái chủ đề như vậy để mà các bạn có thể nhận ra những cái vấn đề của bản thân, đồng thời là giúp cho người bạn đời của bạn chỉnh trang lại cuộc sống và đối diện với những sự tổn thương của chính bạn trong vấn đề chồng ngoại tình. Tôi hy vọng là các bạn biết được thông tin này sẽ đăng ký và ghi danh để tôi có thể chuẩn bị những cái vấn đề cho bài giảng tốt hơn và có nhiều cái động lực hơn trong cái quá trình mà giảng dạy cùng với các bạn. Hiện nay thì đã có 15 người đăng ký trong vai trò là người làm vợ. Tôi rất hy vọng là các bạn có thể biết được thông tin này và tìm đến với tôi thông qua số Zalo duy nhất, đó chính là 0938 100 988, để chúng ta có thể kết nối và tôi có thể chia sẻ với các bạn về nội dung khóa học một cách kỹ lưỡng hơn bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.